Chào các bạn, hôm nay Tech360 sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối giữa điện thoại chạy hệ điều hành iOS và HDMI không dây FCast để trình chiếu lên máy chiếu Tico T7+. Thì đầu tiên các bạn cắm dây nguồn của HDMI không dây FCast vào cục FCast. Và sau đó chúng ta cắm dây HDMI của FCast vào cổng HDMI trên máy chiếu. Sau đó các bạn sẽ cấp nguồn cho HDMI không dây FCast. Thì trên máy chiếu Tico T3+ sẽ có hai cổng USB, thì các bạn cắm cổng nào cũng được. Sau đó các bạn nhấn nút sụt trên máy chiếu và chuyển qua cổng HDMI. Thì trên điện thoại các bạn vào phần cài đặt và sau đó các bạn vào phần Wi-Fi. Thì khi cắm HDMI không dây FCast vào máy chiếu Tico T3+ thì nó sẽ phát ra một sóng wifi có tên là Mirror như trên màn hình các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp vào sóng wifi đó và nhập mật khẩu mặc định là từ 1 tới 8 và nhấn kết nối. Khi đó thì thiết bị điện thoại chúng ta đã được kết nối với FCast. Và trên màn hình chúng ta có thể thấy được để setting cài đặt cho FCast thì các bạn vào địa chỉ là 192.168.49.1. Thì chúng ta cần kết nối Wi-Fi cho FCast với Wi-Fi của gia đình để điện thoại chúng ta có thể kết nối internet và lên mạng được. Thì các bạn nhập địa chỉ 192.168.49.1 để vào phần cài đặt của HDMI không dây FCast. Sau đó chúng ta chọn Wi-Fi AB và sau đó chúng ta chọn scan để tìm Wi-Fi trong nhà. Sau khi nhìn thấy Wi-Fi nhà thì chúng ta sẽ nhấp vào tên Wi-Fi và nhập mật khẩu của Wi-Fi nhà các bạn. Thì ở đây Wi-Fi của mình là Tech360 và nhập mật khẩu là Tech360 HCM. Thì mình nhập mật khẩu là Tech360 HCM. Và nhấn kết nối. Sau khi kết nối xong thì chiếc FCast chúng ta sẽ được kết nối với Wi-Fi và chúng ta có thể dùng điện thoại kết nối với Wi-Fi của gia đình mà không cần kết nối Wi-Fi trực tiếp với FCast. Sau đó trên iPhone các bạn vuốt từ dưới lên và chúng ta chọn phản chiếu màn hình và chúng ta sẽ thấy thiết bị FCast. Chúng ta nhấn vào và phản chiếu lên thôi. Thì hầu như phản chiếu sẽ không có độ trễ. Mình đang lướt YouTube, mình sẽ tìm thử một bài hát và phát cho các bạn xem. Và như vậy chúng ta đã kết nối được điện thoại với máy chiếu thông qua HDMI không dây FCast. Và đó là bài hướng dẫn sử dụng HDMI không dây FCast kết nối với máy chiếu T7+ sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành iOS.